Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Chăn treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài sầu mà lại nỡ qua cầu san ngàn. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làn. Tiếc một đời sơ sát, ngỡ ngàn chuyện tình trái ngàn. Ai gieo bao phũ phàng, cho hoa kia úa tàn. Thương số kiếp bé bàn, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mà nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Buồn làm chi em ơi, xin chào anh chị các bạn. Em là Ken Audio, chuyên về các bộ micro thu âm, hát livestream, phần mềm Cubase, Autotune. Anh chị các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với bên Ken Audio của em ha. Do mình tất cả là thiên ý, nên tình đành phải dở dang. Xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đây con tim. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mà nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mà nỗi sầu lìa xa tầm với. Buồn làm chi em ơi, kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Ok, vừa rồi là em đã hát test một đoạn ha, bài Buồn làm chi em ơi. Với cái thời tiết bây giờ mưa rơi lất phất, bài này có lẽ rất hợp tâm trạng ha. Thì một lần nữa em xin cảm ơn chị các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ bên shop Ken Audio của em, cũng như là anh chị các bạn nếu có niềm đam mê về hát thu âm, hát livestream, karaoke thì có thể liên hệ với bên Ken Audio của em để được tư vấn. Hotline là hotline cũng như là số Zalo luôn nha. Anh chị các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số hotline là 0932075612.
Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video lần sau ha. À, và nếu như cảm thấy video này hay hoặc đơn giản là anh chị các bạn thích nghe những cái bài hát của em thể hiện ha, thì có thể bấm đăng ký kênh. Nếu cảm thấy yêu thích thì nhớ cho em một like. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.